Chú ơi, tụi con cũng nghe trên mạng á thì nói là cái khu mộ này là 3.000 lượng vàng đó. Tụi con cũng muốn biết thêm chút. Thì cái 3.000 vàng là cái do cái nhà, những cái nhà khảo cổ ngoài Hà Nội á, người ta đánh giá. Ta nói giờ có 3.000 lạng vàng bây giờ cũng không làm được. Thì cũng xin giới thiệu với mọi người, đây là cháu ngoại của ông Thiềm Sơn. Là ông Thiềm Sơn là con của Hội Đồng Xuân. Tại vì là mình muốn hỏi chi. Ông Thiềm Sơn á là cháu chứ không phải con. Cháu là cháu. Cháu đọc thông tin thì lúc đó là ông Hội Đồng Xuân là không có con nên nhận cái người con của người chị hai. Đúng rồi. Về làm con nuôi. Ông Hồng Xuân đó. Thì ông Thiềm Sơn kia ông đó là cậu. Anh bị anh của mẹ. Anh của mẹ thành phải kêu cậu. Mà ổng là ổng có đất ở trong ngăn dừa ổng chôn trọng á. Còn đây là ông già là ông này, ông có là cha mẹ của Hồng Xuân nè. Bước vô đây. Quý giá nhất là cái vàng tấm tập này nè. Là nó chuyên chở từ Ý Đại Lợi về. Từ ở đâu chú? Ý Đại Lợi. Ý Đại Lợi. Bên nước Ý luôn chú, nước Ý. Nhưng mà mình lên được cái cảng Cam Ranh. Hồi xưa ghe tàu vô nhập vô cảng Cam Ranh nó mới chở chuyển như đây bằng ghe thuyền không ạ? Nước Ý luôn, từ nước Ý mà đem về luôn. Ở Ý Đại Lợi. Rồi cái này thằng này là ông bên đây là ông nè. Bên đây là bà là Phụng nè. Mà ngày xưa mình cũng không hiểu sao mà mấy ông bà này được phép làm cái hình rồng hình Phụng này thì mình không hiểu. Cái này dòng phụng thường xuyên là về vua chú hay có chức quyền quan, mà làm chứ không phải tự nhiên quan vua đó, nhưng mà về bộ chắc được, tại vì cái những cái dòng phụng là cũng là cái linh vật ở đền chùa nó có thể là nhưng mà tùy theo là dòng mấy móng. Dòng ba móng thì là dân bình thường, dòng bốn móng là quan lại, còn dòng năm móng là vua, nên là người ta sẽ phân biệt cái đó. Sao phải bốn hay ba? Ba hả? Ba móng à? Ba móng đúng chắc quan phải không? Dạ. Ba móng thì ba móng thôi. Ba móng là chắc quan nè. Dạ. Tại vì phân định được hết chứ không phải là không phải dòng là mình kỵ cái chuyện đó. Thường mình nói là thường dân giả đâu có quyền là hồi xưa đâu có không cho phép dám mà làm cái vụ mà rồng này không bị phạt chết ra đâu cho dễ gì. Ta gọi là phạm tính móng là móng ở phía trước hay móng sau? Ba không tính móng nào cũng thứ ba. Bây giờ em nói giờ tôi mới nhớ rồi. Ở bốn móng đó. Tại 1 2 3 năm móng là của vua. Năm móng nè. Đúng rồi, của anh này bốn móng. Nó còn năm móng sau đó. Đó, bốn này bốn thì móng. Cái thời trước rồi chắc có lẽ là ông là có giữ một cái chức gì đó. Chắc có giữ chức gì đó. Nhưng mà hoặc là phải quen biết cái vua hoặc là quan lại hoặc không là hoàn thành quốc thích gì đó. Tại theo bây giờ mình nghĩ không biết sao mình chứ ngày xưa nếu mà tới cái triều Nguyễn thôi mà đụng tới tên là gọi là phạm hí là đem cả nhà ra chặt đầu á. Chua lắm, bởi thấy này cũng khó. Đó, hình thức nó quý giá là các em thấy không, là bốn cái loại đá này nó bốn màu. Mà cái màu hồng mà hồng này là mắc nhất. Cái thằng này là mắc nhất. Đó là ông bà kêu mà tấm cố và cố. Còn cái Long Đình đó là củ quyền chính đời. Tổ tiên chính đời. Ở dưới đó là hồ hài cốt như đó không là bốn mấy cái. Bốn bên bị xây tam cấp vậy nè. Đó có hũ cốt là hũ kiểu xưa không mà. Để cho vậy nó. Là ở dưới cái Long Đình này là dưới còn chân đó, ở dưới chân quỳ đó là hài cốt không? Hài cốt không? Ở chung quanh luôn. Là bao nhiêu người hả chú? Bốn mấy người. Mà chưa ở dưới còn nữa. Ở đây là gần. Mấy cái hòn thôi là nhiều cốt tốt quá. Là những người nghe chính đời. Chính đời. Việt Nam mình đây chỉ có ở đây có đủ chính đời thôi. Dạ. Là ổng gom từ mình ta. Là chính xác là gọi là cửu quyền thất tổ luôn. Mà chính đời rất là hiếm để mà giữ được chính đời. Tại thì thường là cháu đi là ví dụ như là nói đơn giản như là của ông Nguyễn Hình Đức đi thì được 7 đời. Mà trước nữa thì không biết. Trước nhưng mà đó là lâu nhất là 7 đời. Trước đây là chính đời thì trước tổ tiên đó. Cái này là hàng này là mình kêu là từ xưa trở lên không chứ không còn cái tắc tổ mình sau này nữa gần đây đó là trước đó trước khi mình làm khu mộ là những người đó chắc đã mất rồi hay là sau này là chắc đã mất rồi. Xong gom lại mới gom lại đó. Ông có tiền á, lót tiền cuộc trợ tiền lúa thóc ruộng đất rồi cò ba thẳng cánh, một tay ông phá rừng phá rẫy đó, bà già kể lại nấu cơm ăn mà như nghề vậy đó. Lúa là một mùa một mà đó là tiền bạc đó mới đổi vô làm cho ông bà. Đất này đất hầm rồng nữa. Rồi nó già tới Nguyễn Trật Hai với già xuống Long Kỳ luôn. Rồi có mấy năm vật giả ông cũng nghèo khổ á, rồi con cái tứ hướng rồi ông mới bán cho mấy người bạn nhiều, bán gì cho cái nghề. Chứ phải để bây giờ con cháu hưởng. Cháu cũng nghe cái chú bên đây nói là ngày xưa là phong cái long mạch của mình đã đánh lý mình hướng vào một cái cửa khác đúng không? Hồi xưa đúng ra là về cái hướng Tây á thì con cháu nó giàu lắm. Nhưng ông nói á, này là làm cho ông bà chứ không có nghĩ con cháu. Ông chỉ nghĩ làm cho ông bà thôi. Nếu mà quay về hướng đó
có hệ 6 mới quay là hướng bắc này. À, à này bắc chứ đúng ra hướng tây, nghĩa là cái mặt mộ này nè phải xây ngang lại mặt trời và mặt hướng tây, mặt trời lặn hướng tây thì thử cái âm nó không đẹp, nó mới xây lên hướng này. Cái hướng này thì hồi đó có con lộ nó chạy vô đây, mình người tham quan mình đi chứ thẳng vô đây cái quẹo vô đây luôn hả? Ông ngày xưa thì ông nhìn theo là cái ông nhìn theo là cái địa hình đúng và dân cư sinh sống. Nhưng còn thằng thầy địa lý thì lại muốn là theo cái phong thủy cho tốt đẹp vậy. Đúng đúng, nhưng mà thầy địa lý cũng trong gia tộc luôn, cũng là trong gia tộc có bánh đem qua luôn. À, nghĩa là người nhà đó. Nhưng mà rồi bàn bạc lại ông chịu thì đồng ý. Cũng ý muốn làm cho ông bà hiện tại chứ không phải là muốn làm cho con cháu. Gọi là mình làm để cho gọi là cái báo hiếu. Báo hiếu, đúng đúng rồi. Còn cái những có người kia thì người ta muốn cho con cháu đó, ông giờ không chịu. Cũng như làm như vậy thì nó xấu, nó không có vừa ý ông làm cho ý cái làm cho ông bà nó được tốt đẹp. Thì chạy về con bà làm sao vậy, con cháu sao mình hưởng vậy thôi. Về có nghèo có đâu sao, cũng không chết được rồi. Luôn cái không giàu thôi. Chủ yếu là cho dễ người vô tham quan thôi. Thuận tiện cái đường lộ đúng không? Đó là lộ đó, vậy qua đây được cái này đi thẳng vô lộ luôn. Cái đường mà đi vô là không có đường. Ở đây là cháu đi vào sau lên xe là cháu bỏ ngoài á. Không sao, có ra đường sau. Có ra đường sau. Cháu có nghe nói là cái thời trước là kêu là có ai là tới là tìm kiếm rồi gọi là kiếm vàng kiếm đồ luôn hả chú? Có, cũng có. Cái thời đó là thời chắc đây mười mấy năm về trước là những ta pháp sư ngoài Hà Nội đó, những chim ông trên đầu cổ mộ rồi nè. Dạ. Nhưng mà không làm nổi. Là không tìm ra được cái không tìm nổi. Thấy bỏ của chạy lấy người. Ủa là sao chú? Sao lại bỏ của chạy lấy người? Ở đây ông bà đây lên thiên nóng quở là chạy mà đang vô lại đang nghỉ mà xin lỗi đi về. Vô lại đang nghỉ luôn. Vô phá đào mới hoàn toàn Phật khá là dẹp sạch sẽ hết trơn. Trời đất. Đưa con gà lên cúng. Rồi mấy ông tượng Phật rồi ở thời đánh nó bị tan lầm. Dẹp trơn rồi thờ cúng mà với tiền vàng bạc khúc thuốc hay rô Phật phà. Rồi chỉ chỗ này, hiện nó có người đồng. Chỉ chỗ này đào chỗ này. Ở đây đất này ha, đào xuống mép một nước. Mùa này là đào xuống mép một nước Phật phà. Ở đây là gọi là long mạch rồi. Nếu âm rong. Dạ. Nếu mà cháu thấu theo cháu nghĩ ngày cái cụ tổ ngày xưa là người Trung Quốc ngày xưa qua đây. Nên là cái người Trung Quốc ngày xưa là cái về thầy địa lý rất là giỏi. Đem qua luôn. Đó, thấy cân mộ bia trước nãy không chìm chứ không? Đâu có đến được. À, cái mộ bia của ông bà cái mộ bia trên hiểu của hai ông bà nè đâu có được, bị gì đó yếm rồi. Keo rồi đặng bị tăng đàn nó đó rồi chìm đó, là cái chỗ nào hả chú? Dạ dạ. Cái hồ này nó quay như dạ còn cái hòn này là hòn của thủy cung, thủy bên cung. Kia là thiên cung ông tạo lập theo cái cảnh mà phong thần diễn nghĩa hồi xưa mà những cảnh này bên đây ở nhóm thợ tàu nè đâu ở trong qua nè làm xuất sắc nhất làm rồi ông tỉnh chữ ông tặng cho 100 đồng cho bộ lưng thưởng cho ông ngoại mới nên cho lại cho có người chỉ huy này mà ông nằm chim bao ông biểu ông kể hai người đầu nậu ha ông kêu tao mày là vậy á ông kể cái chuyện chim bao ông á là mấy anh kia làm không được rồi đập bỏ làm lại bởi xưa thợ ăn tiền cũng ngon lắm. Dạ tao không có thiết kế đâu ông chim bao có là biểu làm mà hai người đó nó rành phải rành có chuyện nha. Dạ phải ông kể ra cái ở thiên cung sao thiên cung sao từ đây lúc này cháu có leo lên cũng nhiều cái rất là đẹp những bức tượng đồ á. À đúng rồi thì ở trên nữa là có long vương cởi cái chép những người này kêu là ông chú bà thím gần đây hai cốt là mình đặt trong đây hết luôn đặt trong đó đặt trong cái chỗ đó là giấu lại luôn. Sao mình không có bia có ghi tên gì bia có bia cái đó cái này mấy ông phổ thần có như một cái có bia nè mấy này có bia nè thì giờ là những cái không có bia là cũng như giống như ông thần đất vậy đó nên là mình không hiểu nguyên do sao có bia là hài cốt đó. Ông còn ông hội đồng xuân là ông nằm ở đâu ha? Ông nằm trong ngăn dừa có đất riêng đất nhỏ ông có thể tôi kêu ông cậu có nghĩa là anh của bà già còn ông mới làm bỏ tiền làm đang tìm sơn là cái mã này nằm sao cái mã ấy sao còn cái hang này kêu là điệp hủ bởi nói chung là cảnh này kêu là cảnh tiên cung chứ không phải là kiểu bồng lai tiên cảnh luôn á nha. Trên đây là nghĩa đây là cung đình nè là quan vua to nè ha còn đây đó là cái hàng ông trời thủy cung bên thủy giới bên kia là bên tiên giới còn ở dưới này là địa phủ đó, tiên đình ở tiên anh cũng như tam giới đều có đủ á ý nghĩa là như ông bà chết rồi đem chung cảnh tiên á mà mình nói cảnh tiên thì nghe nó hơi trái lỗ tai bởi mình lấy cái tên của ổng đặt mà hơi xuống những cái phù điêu đắp nổi là chú thấy trên kia là nó hồi xưa giờ đó còn nguyên si mà nhìn đẹp thì nhìn giống như là một cái hoạt cảnh ở trên đó người ta diễn sân khấu mình coi luôn đúng rồi đó cái thời mà của
có cà thiên Pháp Tạng rồi đó. Dạ. Đi thỉnh kinh rồi đó. Nè đây nè. Khung này lọt vô cái động yêu nhện nè. À, đúng. Đó là bảy bảy yêu nhện. À, bảy con yêu nhện nè lọt cái nè đó. Dạ. Còn ở dưới đây là tới 49 người. Cả 40 người, 40 người. Chỉ 4 bên. Bởi mà một ngăn vậy nó 3 cấp. Đó, một khoảng vậy nè. À. Đó, mẹ chỉ làm một cấp là 2 cấp là 3 cấp, mà hai bên. À. Đó, hai bên mà bốn mặt như vậy hết. Trời ơi, linh thiêng lắm nha. Linh lắm rồi chứ. Đó tôi để ba sư cò thằng này nói tôi nó tin. Ở đây đó, không có tô gì đâu. Dạ. Gạch bự vậy nè. Chú bày xin cầm trái á, chú chấu này là đang mưa không có hư. Dạ. Đang coi phim chổng nghe cái đùng cái ra. Thay tưởng chó nó đổ vô cái này đổ ra. Không tính đi, gạch ống này ấy gạch tiểu xưa một cục bự bự vậy nè. Gạch đại. Đại đó mà nó lật không mày. Mình mới thấy ha, hủ cốt mình không biết mấy ngàn này nói luôn tôi đâu tin đâu. Chú cái xin cầm chú để. Có nhiều khi ông là bà không chịu. Dạ, lúc này là chú này chú cũng kể là cái xương dòng thật ra nó kỳ chứ. À mới thấy mới tò tò lại xưa không tò. Cái xương dòng á là chú là giống như trắng yểm rồi đó. À đang từ mình cứ nghĩ là cho dày giống cho đừng mưa ướt rồi biết rồi. Nhiều người là thường á là người ta trồng sứ nè, hoặc là những cây gì á, chứ còn thường là xương dòng là dành cho trắng yểm á. Tại vì những cái gai nhọn á nó không tốt cho những cái linh hồn. Chắc là đi được rồi. À, nãy cái vô này chưa? Dạ dạ. À, đó thì cái này cái chánh điện này. Đó ông vua cha bổ mẹ là cung đình của mấy người này nè. Đó, ở dưới là điệp phủ. Đó, bên thiên tiền bên dưới. Giáo với thông thiên hả? Đó, thành thử tam cõi á, đầy đủ cho ý nghĩa gì. Rồi là trên có trời. Hả? Giữa là có người, dưới là có địa. Thì trời mẹ bác cái tôi cái ngay này ngay có thiên đình nè. Ông Ngọc Hoàng với mẹ đại mẫu là có chủ trì đây. Những cái bức tranh phải nói là cho thấy đẹp cực kỳ luôn á. Thiên cung đó là gánh của thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ bên đây nghĩa là ông coi về cái thủy giới. Còn đây là nguyên thủy thiên tôn. Đó là ông coi về cái tiên giới. Có nghĩa bên đây là cái người tu thành tiên, thần mấy quan tướng trung thần thành tiên. Còn bên kia là thú thành tiên. À, thú thành tiên ở thì là lắm cúng á, gọi là cá đồ cá mà ngao sọ ốc hết thành tiên, nhưng mà của ông thông thiên giáo chủ. Còn trời có hai ông là ông xếp là hồng quân lão tổ, có hai ông đệ tử thông thiên giáo chủ với nguyên thủy thần tôn. Cái này thì chú là chắc là được biết nhiều ngày xưa, quan trọng là cái người hoàng xưa tại thông tại gọi tạm hiểu về cái bờ đó lắm. Người ta kể ra cái là ông làm cái ông xếp này ông biết liền đó, mà cái chuyện này mình cũng hiểu biết đó. Đó, cái đại bàng á là ở Tam Tài ngồi trước á, cỡ Tam Tạng á, cái con mắt á, chim đại bàng á, thân mắt á, bay qua. Còn mấy vị là những quan tướng của thời Tiết Linh Sang, Phàn Lễ Quê rồi đó. À có luôn. Có luôn. Có Tiết Linh Sang, Phàn Lễ Quê luôn. Nè, có tên nè, Tô Cẩm Liên nè, cái thời đó nè. Ngũ Hổ Bình Tây, Ngũ Hổ Bình Đông đó, đó Tiết Linh Sang nè, Tô Cẩm Liên nè. Đây là lấy rồi, có ông Khương Tử Nha ngồi bên kia nữa. Dạ, lấy lại cái bối cảnh lịch sử của Trung Hoa. À Trung Hoa. Ngày xưa. Đó, cái phong thần đó. Dạ. Nói về cái thời phong thần đó. Thì nói về cái thời phong thần cháu có thể kể cho nghe. Hôm bữa là cháu đi quay ngôi nhà cổ, đặc biệt là gặp lại con cháu đời sau của họ Vương Võ mà đánh với chủ Vương Đất Kỷ. Bây giờ vẫn còn đó. Mới hôm bữa là mình đi ở Trà Vinh đúng không? Đúng rồi. Trà Vinh là hành nhà Hoa Lai là con cháu đời sau luôn. Rất là hay. Có xuống với hàng chưa? Dạ có, lúc này cháu xuống rồi. Nên đi kiểu này là thật ra khi mình đi mỗi nơi á, có một cái nó cho mình nhiều cái thông tin chi tiết mà chưa có ai mà từng nghĩ tới luôn, gặp con cháu đời sau này. Đúng rồi. Tại vì cái thời chủ Vương Đất Kỷ chúng mà coi phim ấy đó, đúng thấy mà. Đó mà có thật. Có thật có trong lịch sử Trung Hoa và sau này là cháu cũng được biết là cái ngôi mộ của mình là xây hai lần, là từ cái thời mà của ông ba của ông Thiềm Sơn á, là ông Hội Đồng Xuân là xây một nửa và sau đó là ông mất. Và sau này ông Thiềm Sơn mới là ông Canh nói vậy nè, không phải là xây hai lần. Dạ. Không phải là xây hai lần, nghĩa là một lần vẫn tiếp tục. Dạ. Cũng như cái thời gian ông mất á, thời gian ông mất á. Dạ. Thì con cháu ông Thiềm Sơn vẫn tiếp tục là cho không có ngừng nghỉ trang. Là xây không bao lâu là ông mất hả chú? Không biết, cái đó không nắm rõ được. Dạ. Có mấy bà chị bà có ghi trong sách vở thì mới biết thôi. Dạ. Thì cũng như mất rồi thì lo tan ra là xong xuôi rồi là tiếp chẳng tiếp tục làm chứ không phải ngưng đó.
Đây là toàn bộ là bằng đá ông. Đá ông này nếu mà đá này thì ở ngoài Trung ngoại á. Nhưng mà bây giờ cũng là tuyệt chủng luôn. Dạ. Bây giờ là không có luôn. Bốn cái hang là bắt tiền. Bắt tiền. À, bốn hang là cái bắt tiền nè. Một hang là có hai vị. Có lì xã quay gì? Lý xã quay. Lý xã quay. Lâm Thái Hòa. Lâm Thái Hòa. Trần Quốc Cửu. Trần Quốc Cửu. Có những số bản thấy. Mà cái này đá, là nguyên một khối hay là lắp ghép lại sao nhìn khói nè, cái này kêu là dùng đá lửa, kêu là cục đá lửa đó. Dạ. Ở đây tạo cái lửa đó. Ở đây tạo ra một cái chùm rất hay giống như chùm đèn vậy đó. À chùm đèn vậy đó, chùm dạ. Lửa đó đó, ở trên góc cũng là lửa luôn. Ở trên là thấy có bốn vị tiên nữ á. Mà tiên nữ này mấy ông này không làm lại ha, không mấy ông trình độ. Hồi xưa bốn vị tiên nữ này nè nằm ngang ngay vậy luôn nè. Dạ. Mấy ông phục chế lại ông nổi ông dựng đứng vậy đó. À cái này là phục chế luôn hả chú ạ? Nó bị gãy á, dạ. Cái trâu vô khóa gãy á, gãy hình tượng á. Rồi mấy ông phục chế là mấy cái bốn cái tượng trên đó thôi. À, cái này là bốn cái tượng thôi à. Mà súng hồi xưa đúng ra bốn cái tượng tiên nữ này là người ta nằm ngang vậy luôn nè. Là giống như bay vậy đó. À giống như cái quạt vậy đó, bay vậy đó. Mà mấy ông này làm là không có trình độ chứ nó làm nổi sao. Bởi vì kêu là cái khoa học phát triển nhưng mà có những cái ngày xưa khoa học bây giờ không thể làm được. Bởi thế nó không làm được sao biết rồi, nó dựng đứng lên chứ đó. Cho người ta bốn người ta nằm ngang vậy nè. Mà màu sắc đẹp đấy. Đó anh tính mấy hình áo giáp. Hồi xưa đó người ta hay lắm nghe. Mỗi một người bộ được giáp gì là người ta biết, cái người nhìn cái bộ giáp đó ta biết người đó đó. Bởi ta thể hiện cái áo giáp được đó, sành sứ kiểu không á. Trời ơi, xưa chén kiểu chú thấy những cái bông hoa phía trên mái không? Đập bằng tay không à, hồi xưa nó có mái. Nhìn bằng tay không á. Cái gọi là phù điêu đắp nổi. À, phù điêu nổi đó. Từ cái bông cái hoa là nó lộ luôn chứ không phải là... Trời ơi, hồi đó ở đây mà tôi nói mày về đi dọn mà miễn không cũng mệt luôn á. Bị sức nó không cái một cái chén thợ ta làm lấy cái chén ta đập ra cái cánh đó ra, nhiều khi một chục cái chén mới được cái cánh đó. Trời đất. Rồi đi mua bên kia về không chứ đâu phải tự nhiên mà đập cái được đâu. Có khi một chục người ta đó một chục cái chén mới đập được cái cánh bông đó. Trời ơi, hèn chứ đâu phải máy cắt đâu, đập bằng tay không à. Đập rồi cái mình tạo cái hình. À đập bằng tay mới tạo hình cái cánh lên. Làm lại cái khác. Đó, mà gõ chặt cái là rồi là phải lấy là thử. Ghe đồ kiểu đồ sứ rồi mua về là dữ dằn lắm. Một cánh hay là một chi tiết có thể đập cả chục cái chén. Ừ, cả chục cái chén bây giờ là chú bán nó nhiều. Mà cái thời đúng là thời đó là nó khác. Dạ. À, bây giờ nó lại mắc nhưng mà cái thời nó lại khác. Đó nó không có giá trị cao. À không giá trị cao. Bởi không, mà, đại trà đó. Không anh nói gì không đúng. Cũng thời cao cũng theo thời đó. Cái thời điểm đó nếu mà tại vì đa phần là những nhà có điều kiện mới mua nổi chén sứ ăn. Đúng rồi. Còn nếu không là chén đất mà pha men màu nâu 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 nâu. Đó, chứ không thể nào mà cái này nhiều loại lắm mà. Cái này hồi xưa ta thấy là nhiều loại lắm. Cái này hồi đó tôi bút mà nói là chở gần cả ghe chài. Trời ơi, nhiều lắm. Đó, còn thêm mấy ghe là quay về nữa, lúc mà nó ông mắc á quay về tới chở về nữa, nó lấy luôn, nó không thằng đưa mình đó. Nó không giao mình á là bỏ luôn. Lấy luôn hả? Ờ tại vì nó nghe tin mắc á. Nó cướp luôn đó, nó lấy luôn á. Uy tín dữ. Trời cái thời ghê lắm. Phải con cháu đời sau là nói chung là được cái là của ông tuy là không có dành nhiều tiền nhiều bạc gì cho con cháu nhưng mà cái này là cả một cái danh dự và cái tiếng khá là lớn. Nên là con cháu đời sau cố gắng gìn giữ và rất hạnh diện chứ. Không có buồn. Dạ. Bởi vì phần của ông bà lo mình con cháu mình không có ham gì đó. Nhiều người thì cháu đi cũng nhiều nhưng mà con cháu đời sau cũng không buồn. Trời tại vì sao? Dạ. Mấy khu quen là mấy ông người quen với ổng ha. Dạ. Cũng biết hầm rồng nè. Tham mua chỗ đó cũng kiếm phong thủy thầy phong thủy khác coi ha, mua chỗ đó đặng cho mà cho nhưng mà đâu có được như ý. Yeah. Đúc cái len đào xuống cái quyệt chạy okay. Tàn gia bãi sản đưa hai con ông bà xuống tàn gia bãi sản là có khu Nguyễn Môn nè, đi ra cái đầu đường có bến cái Nguyễn Môn nè. Yeah. Hai công đất đó cái mộ Nguyễn Môn đó ngày mới lập sau này á. Yeah. Đào đúc cái len đào xuống cái quyệt chạy. Thật ra là cái có nghĩa là khi mình nó làm xong xuôi không ví dụ cái quyệt mấy ông thầy phong thủy nói cái quyệt chạy về đó đó. Rồi mới mắt cho công đi chung như này bạn bè này mày mua mình xin anh kia mua cho đó cho ông bà mày giàu sáng lắm thầy không thể mắt mà nhưng mà đâu phải ý mình muốn được mà mua thì bạn bè nhau chia nhau để cho ông bà vô kẹt đào chỗ đó là ngay cái quyệt nhưng mà đâu đào vô quyệt chạy đó là mình quyệt chạy mà... à, cái nhà nó cũng giàu. Yeah. Có tàn mạc luôn cháu từ nhà máy xe nhà lúa gì sạch sẽ bay hết chứ.
phải hai có nhiều không? Cái lắm, nhiều cái thứ nhất là phước đức con bà, đúng rồi, chứ không phải, và hai nữa là phải trấn yểm trước, tại vì long mạch là biết chạy nha, đúng chứ rồi, phải chạy, là đúng rồi, bởi đút len bậy xuống là đi liền, chứ không phải là như mọi người nghĩ là như coi phim kiếm hiệp thấy là cái long mạch ở đó rồi vô tình rồi cha mình hài cốt mình đem chôn xuống làm vua làm quan, cái đó chỉ là gọi là phần phước may mắn, phước may mắn thôi, chứ còn long mạch nếu mà thật ra cháu cũng tìm hiểu sơ sơ là khi mình không có trấn yểm đàng hoàng, không có cúng hay là không có làm đàng hoàng, khi đụng xuống là nó sẽ chạy và nó gây ra những cái xấu hơn, hậu quả xấu hơn cho đời con cháu. Đó là cái đó nguyện mong mình chờ chứng kiến mình thấy luôn chứ không. Nhiều khi nó đó có một cái cây đó, mình nó mọc ngang bộ, nhiều người cứ nghĩ đó là cái cây đó là không tốt cho cái bộ, nhưng thật ra khi chặt rồi là tiêu liền á. Nhiều cái nó xảy ra rất là hậu quả con cháu là nó bại nhanh lắm. Hai cái bộ bia này, cái bộ bia của ông tên con này, bộ bia tên ông bà thôi. Thì hồi ngày xưa nó nằm vậy đó. Cái này mình dịch nha, mình lên Google mình dịch thử không ra. Dạ không à. Không được, cái này là tên của ông bà, tên hàng bà chồng á. Thầy dịch cái chữ á. Có dịch rồi. Dạ. Ờ, còn cái này là tên này là ông pháp sư nè, để đây nè, có ông pháp sư này cũng họ Hà trong nhập tộc luôn. Đó, ủa gì là ngày xưa là họ Hà chứ. Họ Hà. À Hà mới nhiều. Đúng rồi, họ đúng rồi, Hà Mỹ Đức là à, của Hà ông vừa tới ông là Hà Mỹ Xuân. Hà Mỹ Xuân Mỹ Đức á, còn ông ngoại chú là ông Thiềm Sơn. Dạ. Chợ Kiêu Kim Sơn á. Dạ. Đó tại vì ổng là họ Hà, ổng là cậu. Dạ. Đó. Anh của bà già, nó thử hai khác họ. Đó. Là tại sao là mình ghi luôn cái tên của cái ông mà trấn yểm ở đây ta? Ông biết sao mấy ổng ghi luôn á. Dạ. Ông là cúng trong dòng họ luôn, ông Hà luôn. Vậy là cái này là mình có phải là để cúng đất cát không? Hay là cúng là cái bia luôn? Vậy là cái bia mà vậy là trấn yểm luôn, có cục đất luôn. Trấn yểm luôn? À bởi vì đâu đó. Đây tụi tính xin ăn lên mà xin cha đâu được, đúng không? À. Bởi cái này nó hơi nghiêng nữa nè, tích sửa là cũng không được nữa. Dạ. Bây giờ chỉ để vậy đó. Đúng rồi, cháu thấy là đang nghiêng về phía bên phải. À, khi mình đối diện vào. Rồi, giờ ông bà không cho xin keo, không cho. Dạ. Hả? Hả? Mà hai vị cũng linh lắm, cũng còn chim bao điềm báo dạy dỗ rồi mà không có mắc đâu. Là dẫn chim bao. Ừ, hiện những muốn làm cái gì là đều phải dạy kêu làm mới làm á, chứ không phải tự nhiên mà làm đâu. Đó. Vậy bắt đầu đang câu điện rồi, bắt đầu đang sửa miếu nè, là miếu là... làm đó là mới đi làm đó. Chứ cái miếu cháu... làm đó biết bao lâu rồi, bây giờ đang chuẩn bị làm nè. Cái cháu thấy là hai ngôi miếu này nên làm lại nè. Tại vì đang làm nè, đang chờ. Tại vì cái này thứ nhất mình giữ lại cho ông bà ngày xưa. Đúng tại rồi, vì... ông thằng đất này là 6 công đất đó. 6 công đất? À, hết trơn này 6 công đất đó. Mà giờ còn con xíu. Giờ còn con xào. 6 công. Nè, cái này người ngoài, cái người cậu á, ông thấp lam, ông bán nè, bán người ngoài nè. À, bởi gốc của ông chết, không biết cho mắt xác đâu, ông thấy luôn. À, ông bà ông ngoại ông làm cho ông bà ông không dám làm trước, ông nằm ở sau hè đó, ông cái ông con ông đẩy ra ngoài nè. Nghe đất hầm rộng nó khóa nó bán cho mãi không hả mà. Vậy là nghe đất hầm rộng là rất nhiều người ở đây mua. Trong khu này luôn, ở mấy người quen á, mấy người quen với ông đời sau có mua có bán khoái quá. Ở đây là cũng có khu bộ người Hoa nè. Một cá bầu, một cá à. Dạ. Người ngoài không hả? Dạ người ngoài luôn. Ở, mình về đây lúc mình tiếp thu giờ đó hả thành phố á, tiếp thu vô về đây. Thì giờ chú thấy những cái may mắn á nó là cái ý trời. Ừ. Và cái vận mệnh của mình. Đúng rồi. Chứ bây giờ mình thấy may mắn người ta mình nhào tới thật ra mình không được đâu. Không phải. Dạ. Đúng rồi, không có đức hưởng đây em ơi, cái gì vậy? Ở đây là cháu thấy cái ngôi miếu này là có ba cái cục đá. Nó là, gọi là cái này là có ông miếu. Dạ. Ông Tà. Miếu nhỏ miếu ông Tà, miếu lớn miếu ông Thần Bắc á. Dạ. Cái miếu đó là xếp đại ca đó là coi hết chân cây quản hết chân. Dạ. sáu công đất này nè là cái vị ở trong miếu đó là ba vị tả hữu. Dạ. Luôn. Dạ. Miếu lớn nó có ba vị. Cái ông Tà là cháu chưa hiểu lắm là thật ra ông Tà đó xuất phát từ đâu hả chú? Người Miên á. Người Miên giống như có người Miên. Dạ. Người Miên người Việt là thổ địa. À. À. Người Miên là ông Tà. À thì ra là vậy. À. Thì ra là ông Tà giống thổ địa là giống nhau. À, giống nhau. Nếu người Miên là gọi là ông Tà, còn người Việt mình gọi là thổ địa, thổ công thổ địa để cai quản đất đai xung quanh một vùng. Ở đây cháu không thấy là thờ ba cái cục đá, tảng đá lên gọi là ba ông Tà. Dạ. Thì đang chuẩn bị làm cái miếu đó mà chờ ngày nó mới động qua thổ nó làm. Kiểu mình làm đi, thứ nhất là của ông bà mình ngày xưa người ta đã làm rồi, mình con cháu đời sau mình giữ. Chứ cháu thấy đẹp mà. Cái này là chỉ mình giữ được cái nào mình giữ, đừng có phá hết. Giữ nguyên, không có phá. Làm cái hai làm cái mái thôi. Trên với mái dưới hai cái à, không có giữ nguyên đâu có phá được. Cháu thấy là nên là giữ, tại vì cái bản gốc nó đang gì rồi. Vì đang kiếm cái ngói đó. Dạ. Đang xong giá rồi, mình đang chờ kiếm cái ngói đó mới vô làm. Cái cụ trong đây là chú nói là rất là linh, mà gần như thấy rất là nhiều chuyện nó gần như đó nó liên kết lại nhau luôn á. Bởi mới chống đội được mấy pháp sư chạy. Dạ. Những cái tay pháp sư tay bùa lại rồi. Muốn chiếm chỗ này vậy lắm, chiếm đâu có nổi.
chiếm vàng mà muốn chiếm chỗ luôn á. Sao mà có thể chiếm được đất cát người ta rồi giấy tờ người ta? Trời ơi, tại không biết cái dừng bùa phép mà. Ta có cần mà giấy tờ. Dạ. Bùa phép nó quấn. Chưa thấy mấy cái lưu hương nhà chuyên nhang ha, đưa vô là cháy phật liền, bước vô cháy phật liền. Giữ gì luôn hả chú? Ừ. Có cái cảnh ở trong đó. Vậy mấy cái chuyên nhang vậy nè. Bếp tỉnh hơn vô cá là phật cháy ụp. Không có gió, không có gì chăng, không có lửa chăng nha. Phật cháy rồi rủ đen thui chứ. Ủa gì kỳ, là mình không có thắp nhang luôn. Ừ, mấy cái ta vô nó đụng vô là mình biết liền, nó linh tới vậy đó. Là chắc là ông bà người ta không muốn. Dạ, ông bà của mình. Dạ. Mà không muốn mình, ông bà mình có cầm binh đó mà, đâu phải tầm thờ đâu, thấy trên cái coi đền đó là binh gia không á chứ. Dạ. Trong coi đền thờ khác hồi tụ rất nhiều quỳ tiên rồi xây theo kiểu đúng là phong thủy luôn. Ờ, về mấy vị ba cõi chứ đâu ai dạ. Mấy tượng này ta linh ứng lắm chứ đâu. Em chưa thấy nhiều có những thời gian có số học trò đó, cái giờ này nè. Dạ. Vô là chụp hình cái la hát cái chảnh á, cái chụp hình cái rửa ra có bàn tay để vậy nè. Trời ơi. Người ta không chịu, người ta la đó. Cái giờ mà mấy giờ đứng giờ nó lên nó học trò mà nó lên chụp quay. Là có bàn tay ở ngoài sau vai luôn. Chụp chơi nó la hát á, người ta thể hiện vậy cho thấy là trong này đừng có làm lưng ra thế. Thì có những nơi mà gọi là linh thiêng, những nơi mà tôn nghiêm á thì dạ. Đó giờ chú đi chứ. Bình gia của trong quân quyền, bình gia của đây, đó hai bức liễn, hai bên viết chữ liễn đó, chữ bùa đó, đó. À. Đó, hai bức liễn đó, đó là hai bức liễn đen, hai chú đen đó, bình tướng không à, để mình vào lại, nó vô đây, nó quỳ nó lại nè cái con đồng á, yeah. Tới mà nó gỡ không được luôn, nó la trời đất ơi, đá tôi ba đồ xô, mình nó nằm nó lăn nó lộn nó la ở đây mà. Thằng chồng đó là pháp sư luôn mà bắt nó vô đây á, nó chụp đồng về để nó kiếm vàng cái con ngoại đồng này nè, nó kêu ngoại đồng á, à, mới vô tới đây là quýnh mà nó gỡ không nổi luôn, hang nó gỡ không nổi luôn. Thì do đây là nơi nhưng mà tại sao lý do làm sao mà gia đình mình tự nhiên cho phép vậy, tại cái bàn thờ rất là quan trọng. Lúc đó đấu ấy chết mẹ, vô chia mới đầu á, nó hợp đồng mình á chia 5 năm nếu có vàng á, bệnh hồi đó nó có quen hàng qua chôn đây, nó quen nó biết, nó vô chơi rồi mà nó từng lấy ở ngoài Hà Nội, ngoài Bắc nó lấy nhiều lắm rồi, nó mới kêu vô cảnh hợp đồng mình nói muốn lấy gì đó chia đổi họ mình nghèo, lúc đó mới năm mấy tích phân về nghèo, ok mừng chết mẹ, xuống đi vô chờ thấy đâu thuốc hero mà bao lúa mình nó đúng quốc lần hai bao đó, có hai thằng hút thôi đó. Đó với hai bao với tiền bạc với con đồng vô ở dẹp trên á, bên để con gà trống thế này, gà trống bự cúng giá mà nó đọc cái câu mà biết cái cầu thiên linh cái á, à, thiên linh cái chừng hương này hả cháy, chừng hương kia cháy, chừng hương đó cháy, trời đất đó, già chú là nó gờ đầu không á, cháy tứ phiếu rồi nó không có nói chuyện tới luôn, rồi là chừng nửa tháng sau là không có nó quỳ nó lại không, cô kia ngoài đường không dám vô luôn, quýnh tới nằm một chỗ còn không có nhúng nhích gì được vậy. À, chứ vậy đây quýnh để cho mày làm một thời gian rồi mới quýnh nó bắt đầu nó quỳ nó lại xin phép về biểu rồi bắt đầu mới nói cho nó nghe cái lai lịch của nó, mày sao gia đình mày sao chết bao nhiêu người mà tới mày mới làm vậy, rồi nó quả hận nó quỳ lại để xin phép trước khi về vô đây ba đứa lại xin phép, xin cấp phép rồi đi về. Rồi về ông thầy á đây cũng tỏi là bước cái hàng bước vô cái cổng gào cái là đập bùa tỏi được ra những cái quái đó mà không làm gì nữa chứ. Thì ra là đây là hai cái lá bùa mà mình nó còn nguyên bản luôn hay là mình có sơn sửa lại một chút? Nguyên bản. Bản nè, chỉ có bên kia là hư hai cái mặt bản. Bị mấy thằng kia nó đập á. Đó là trong đêm đó nó chạy về bốn mắt mẹ luôn. Chỗ này là nguyên bản. Cái này là người ta khắc luôn. Cái này cái chú sơn lại á. Chú sơn đen á, nó lâu rồi nó bờ nó đó. Có sự khắc nét con này là mình dựa theo mình sơn lại. Mình dựa theo đó mình lấy cái cỏ nhỏ là mà nếu là bùa là mình phải sơn cho kỹ nha, phải đúng nét nha. Đúng nét. Bị này đúng nét hả? Mình biết mà đâu có dám sai được. Thì do ngày xưa cái ông bà của ở nhà mình là cũng phong thủy và thứ dữ chú có ai từng dịch những cái dòng chữ trên đây là gì không chú ha? Dịch sao nói chữ nó là chạy chữ bồ mà cái kiểu này như là trấn yểm á.
nếu mà nếu dọn là đường đường phòng cháy liền, nếu nhà phòng cháy là liền. Nếu mà chú không nói thì cháu cũng không biết được. À, phòng cháy biết rồi. Cháu cứ nghĩ là những cái bài thơ hay là ghi không lại những cái gì thôi. Châm quang, cái mật ấn của châm quang. Châm quang là sao chú ạ? Cháu không hiểu hiểu được cái từ đó. Cái châm quang là nhiều dĩ quang. À. Đó, bà ta kêu châm quang thượng đẳng, châm quang phụ thần. Phụ thần là những ông lớn nữa. Còn thượng đẳng là với ông gì vừa nhỏ nhỏ. Như ông Nguyễn mình đó, là như ông Nguyễn đây kêu là thượng đẳng đó. Mà bây giờ ông là chuyển qua lên phụ thần, lâu năm ông lên phụ thần. Thì mỗi ông quan vậy á, nó có binh gia của mấy ổng 2,000, 3,000, 4,000 tùy theo mấy ông đó. Mà cái binh gia rất là khó đó. Trong binh gia thì tính đi trong quân đội thì ông thằng trong tiểu đội đó có 6 thằng, 3 thằng, 7 thằng, 3 thằng cả chớn là nó thấy mệt rồi, đúng không? Mà huống chi quân đạo binh. Thì do là giờ cháu mới biết là hai cái bảng hai bên châm là... quan là nhiều binh gia, nhiều người đó, gọi là bồ châm quan. À, bồ châm quan. Để mình có bàn thờ châm quang nữa, dạng ban ngũ hành nữa, đó, nó bỏ cái đất khác nữa. Đó. Thực sự rất là chi tiết sắc sảo trên bức tranh phía trên. Hai bà này nói linh lắm. Hai bà này hả chú? Ờ, đây như phụ mẫu, hai bà. Là mà có báo hiệu hay là có gì ở gia đình? Có xương mấy bà có cái cuốn sách đó, dịch đó, rồi giờ mất mẹ, cha rồi đắt xăm hay gì đó. Linh lắm. Rồi mình lại đây mình xin xăm á chú. À, người ta xin xăm á. Linh lắm. Ở đây là con thấy có cái hàng chữ nè. Cái này có dành cái cho là mà để cuốn sách đi, cuốn sách để nhà. Có nhà một số khảo cổ thì dịch cho mình đó, mình có in lại trên rồi càng cho mình mới lỡ mới lục ra. Cháu cứ nghĩ là đọc trên thông tin thì cứ nghĩ là gia đình mà ngày xưa gọi là đại điền chủ là do quá giàu nên mình làm khu mộ đó, và cũng đọc về tiểu sử của một hội đồng xuân là cho ông không có con nên sau này lấy lại cái số tiền đó, mình cố gắng mình làm sao để cái nơi yên nghỉ của cha mẹ mình đời sau là để là cho nó đẹp đẽ hơn, giống như là cái lòng báo hiếu. Nhưng mà khi tới đây cháu còn biết hơn nhiều cái thông tin nói rất là đấy, thông tin kia đó là hơi chặt, nó nhiều cái nhiều có đứa nó hơi sai chứ không phải đúng. Này cũng như trong dòng họ cậu anh của mẹ dính líu sắc rạc với nhau, chỉ có cái khác họ tại một người con của bà, người con của ông nó khác cái họ thôi đó, chứ sắc rạc nhau à. Tới đây được biết thông tin về gia đình cũng nhiều. Còn ông kia thì ông có rất riêng, ông ở trong đó, ông ý nguyện ông là ông trong nằm trong đó. Còn ngoài này cũng người lớn, ông không có nằm người là như người lớn. Còn mà ông làm rồi ông nằm phía sau hè, ông làm chỗ ông nằm bên sau hè luôn, chứ đâu phải ông chấp nằm trước đâu. Ở trước do mấy người con là bán bậy chứ nhà đâu có ai đói khổ đâu. Tính như là con trai thứ tư đó, nó tham lam nó bán bậy quẹt đạo, chứ có khi cái quẹt nó bán 3-4 người cho đó, 3-4 người. Mà bán mà chia bán miệng không, mà cái vô đây cái có khi bán cái mồ mà nó gào cái 100 mét rồi bây giờ mình lấy lại đâu mắt rồi. Bây giờ là giấy tờ có đàng hoàng rồi, đâu như ngày xưa đâu mà ngày xưa rồi, giấy tờ xưa. Những cái chùa này chắc bằng đá quá chú à. Đá xi măng á. Cái này mới đắp là sao? Cái đá cái chủ rồi trước đó, hai chủ này chắc bằng đá. Hồi xưa thấy đen khôi rồi, chú sơ mà. Dạ. Cái bằng đá. Đó, chứ mấy cái chùa kia tính lại đất hay đâu được, vậy đó phải dễ không? Ở chùa mà sao tới lấy của người ta? Hồi xưa tại ở đây cái chùa Bụi Quý Tự này nè, hồi xưa y coi đất của người ta đây nè. Hồi xưa mình không có ở đây, hồi xưa cho 2-3 người năm Bắc năm Tư ta ở cái thời chiến tranh cho ta ở. Đó mình ở thành phố á, cây trái mứt xà rồi trời ơi dữ lắm, cứ ở coi dùng coi ăn uống gì làm mình cũng có ghé tới. Về mình đủ đêm mình phải tốn mới tiền nữa. Theo luật của mấy ông cộng sau này mình phải tốn mới tiền. Đủ đi không phải tốn tiền mà hưởng cây mít nè, lớn lên cái thùng thiết hơi hám gì, cái mít đâu có hơi hám gì, chết đau gấp đầu luôn á. Ướt hồi xưa ông bà cho mất ướt á, rồi xài hả một lần mẻ một cây là mấy cây trái không chứ phải chơi đâu. Hồi sinh quanh đây xài với lại mít dữ lắm. Còn cái địa phủ thì ở dưới 12 cảnh chân ngục. Rồi sao là cách mạng làm dùng á, vô có chiếm đuổi ông ra ngoài cái cổng dành của ta sẽ có khoa địa phủ mà. Của địa phủ chứ phải của gì cả không. Vô phải ông dành cho ông đuổi người ta không à. Đuổi ra ngoài luôn vô làm à. Mới cho thấy liền đó. Dạ. Đó, phán quan chứ.
chú biết không, cháu tìm hiểu thông tin này 3 năm trước, coi thấy muốn xuống lắm nhưng mà chưa cơ hội xuống. Lần này cũng đi một vòng tất cả các tỉnh miền Tây luôn. Phải có cái gì nữa. Nè, cái thằng mà hồi đó nó làm, nó đắp cái mấy hình tượng hồi nãy đó ha. Đó, mà nhờ nó làm, cái là lúc đầu mình cự nữ nó là chú thông cảm đi, tại con làm phải có giá cả. Chứ con làm cỡ nào cũng được chứ, mà cái giá nó vậy con phải làm theo như vậy, chú thông cảm. Đó, tức là hồi được mình nói toàn nghe toàn Mỹ rồi, mình kệ mình gắng làm ngon ngon chút nha, đó, tận tâm chút. Đó, mà thiệt làm rồi hả, đi Mỹ luôn. What? Làm xong xuôi rồi, xong xuôi hết trơn ha, rồi nó đi lãnh được cái Thái Lan. Yeah. À, ông bà xuôi khiến sao lãnh được cái Thái Lan, Thái Lan đã cái sảnh vào cái Mỹ, bây giờ đâu Mỹ luôn. Rồi nó kêu anh nó mua trái cây xuống cúng trả lễ, anh nó kể mình mới biết. Nó làm có tâm là được. Có cái bà không bà? Là ở đây hả chú? Đó. Nó làm mấy hình tượng đây, đã lắp mấy hình tượng này nè. À, mấy hình tượng trên chủ ha. Chủ bị gãy, nghĩa là cái nào gãy tay, gãy chân nó đắp sửa. À, đắp sửa rồi. À, nhưng mà làm theo cái giá rẻ, bị người ta mướn nó rẻ đó. Nó làm theo giá rẻ. Đó. Rồi cái nó được tốt luôn. Ủa, nó xuống đây nó trả. Nói với nơi tâm linh, nếu mình làm bằng tâm á thì sẽ nhận được rất là nhiều. Đúng rồi. Chứ còn tham gì tham, tham của người sống mà tham của những cái nơi tâm linh là rất là khó chịu. Cái thằng mà lãnh làm cái này nè. Dạ. Yeah. Là nó chưa xong nó ngủ cù đèo nhốt nó dưới hang rồi. Ủa tại sao? Nó làm là bức tranh nhỏ, ví dụ bức tranh nhỏ này đi. Dạ. Ví dụ làm sơn bức tranh nó đi 200 ngàn thôi. Dạ. Yeah. Quất 6 triệu. Trời đất. Cái ngũ quả đó quất mấy chục triệu đó. Cái cuốn nó không rồi cũng mười mấy triệu đó. À là cái nào hư mình gắn lên. Mấy chục triệu cái cuốn. Chơi dữ vậy. Hỏi vậy đó, con làm cho ông bà tiểu chế đó, con không có ăn nhiều đâu. Đâu để con coi thứ mà. Quất cái nào đó, cái trắng nó không đủ. Cái cuốn mà mấy chục triệu á. Gì mà dữ vậy. Thì bởi nó mới chết đó, nó chỉ lử á. Là ông thư, nhốt nhang á, biết thấy mình biết. À, cái cuốn giả này ha, trời cái cuốn này mà là mấy chục triệu á. Cái bình kia đó kìa, cái mấy chục triệu rồi, cái ngũ quả đang thui đó. Đâu cháu coi cái, thôi cái đang thui đó. Bao nhiêu vậy chú, 100 mấy chục hay là mấy chục? Không biết mấy chục triệu đó, không biết kìa đó, tốn tiền đó. Cái loại đá ngày xưa bây giờ sao bằng đá ngày xưa được? Cái đó nó là loại giả mà. Dạ. Bị bắt cái đó đó, chắc nó rớt xuống rồi đất chắc nó chìm lẻm mà mình không có ý á, rồi chứ không có ăn cắp đâu. Cái đó là cái đó, ngũ quả đó. Cái này là phải đá không ta? Không, cái đó như giả là cua xít nó giả. Rồi nó nứt từ lư hết trơn. Ừ, rồi. Dạ. Cái này là bằng nhựa chú ơi. Thì đâu nhựa. Cô đúng rồi. Đó, cua xít là ăn mấy chục triệu dữ chú. Trời ơi, đụng mà thì nó làm mà, nó khảo cổ mà. Trời ơi, đụng mà. Nhà nước trả tiền mà, đâu phải mình trả đâu. Nhà là vào của mình vào di tích, nhà nước trả tiền mấy chục triệu. Ở trong là bọng luôn, ở trong là bọng. Tính ra là giống như là nhựa composite. Sơn lên mà mấy chục triệu. Ồ, ăn cũng đáng như ha. À, đáng lắm, bởi nó mới chết á. Ăn nặng luôn trời. Bức tranh dễ dễ không có 1 triệu mà nó uống tới 6 triệu. Trời ơi, cái này mà mấy chục triệu. Cái này mà đi đặt cái người ta làm ra đâu bao nhiêu đâu. Còn cái cuốn không mà kêu mấy chục là thấy cũng... Chủ yếu nó làm là bỏ túi đó. Đặt nó làm giám đốc sở văn hóa cũng đi luôn. Mấy tay em dưới cũng đi luôn. Ồ, là bị nhốt là nhốt sao nhốt chứ? Nó bị chết á, cái hồn nó bắt giữ đây nè. Làm sao mình biết được? Mình thấy. Thấy luôn. Ừ. Thấy ổng luôn. Thấy hai binh lính ta kè ổng ra ngay cho hai cục rồng nó đang quỳ hạ ta chó vậy nè, chú nào chú ba chú thấy. Ờ. À. Đó, chú nói là biết nữa. Dạ. Ừ, thấy. Là thấy đúng thiệt cái người đó luôn. Ây, chói hai tay sao vậy nè. Dạ. À, binh giả tại sao quỳ chỗ trong cái hai cái cục rồng mình nãy á. À, là cái thời điểm đó. Đó là về trước cái bàn cây là bằng đen là mày đang đi làm nè. Mấy năm nay đó các bạn đang đó. Chắc giống như là chú rồi. Thấy lại cái cảnh mà ở nơi đây người ta bắt cái hồn á. Vừa... Cái hồn là cái thời điểm tại vì biết sao không? Ý đọc lắm, ý nhộn chậu xe vậy, đứng cái chơi này, đứng này là vậy la lên. Ông bà ơi, con làm cho ông bà ghẻ nó không có ăn. Không ăn cố xác gì đâu, rồi ai về nó ngược. Người ta nói mà đối với con người có thể là cũng như y nói đặt cho bây mình... giờ hiện tại ở đây có ổn ông không sao con thấy à, có ông kệ chút xíu hả. Trời đất sao nó bu đầy người vậy kìa, nó vô kia nó vô ông rùi vô ở trong à, ông rùi à, có nghe y nói là y làm cho thiệt tử tế không có ăn mắt ha, nhưng mà rốt cuộc y làm sái mà cái giờ chưa y nói đây hả ông bà đem cái chứng cái người của mình á có thể lừa dối nhau được. Nhưng mà lừa dối những người khúc mặt khúc mày và những cái người tâm linh là cái khó. Cái thằng mà nó mướn cái thằng mà chuyên môn mà nó đi phục chế nó đi coi đó,
thành phố nó xuống nó ngâm lên đi ba lần không được. Trời. Xuống chụp hình cái phim đã là chảnh mở không có gì hết. Lần thứ hai cũng làm vậy nữa, thành phố đi xuống không. Bốn người chảnh xuống làm mà. Xuống chụp hình vi phim mà lại không có bây giờ. Để táo tạ chụp để những cái khung cảnh đó đặng mà sửa lại đó. Có nha, có. Lần thứ ba đó, nó mới vô năn nỉ. Với mày phải mua dĩa trái cây mà vô gian giá ông bà nó, ông bà kêu con xin phép tới đây con làm phục chế là cho đẹp đẽ cho ông bà đó, để lâu dài về sau còn vợ mai còn được. Mày, mày xuống mày với ông nội mày với cha mày tưởng đâu là mày cái ngày mày giỏi quá mày không có ai ra gì. Ngày xưa cái ông giám đốc ông chụp hình đây là ông đưa qua Hà Nội mà ba lần đều lắc cây không, ông mãi ta chửi ông sợ mồ. Cái này là có thật, tại có vì thật. Cháu lời quay về tâm linh cháu biết có những nơi cháu vào quay là mình cứ nghĩ là máy mình nó ổn định nó như là bao chỗ khác rồi, nhưng mà về làm có video làm mà đó. Rất là nhiều nơi đó, nên là nhiều chỗ mình quay là đôi lúc là nơi tâm linh rồi, thật ra là mình phải thứ nhất cái tâm, thứ hai cái miệng mình ít nói bậy đi thì nó sẽ đỡ, và ba nữa là tới tới chỗ nào mình cũng phải kiểu khấn khấn xíu trong lòng của mình. Một là tới cái bàn hương án hoặc là trong lòng của mình khấn trước. Đúng rồi, tao nghe mình khấn người ta nghe liền. Có lần là cháu vô cái trụ tháp cốt quay đã đời luôn. Tưởng là có video và quay những cái video khác nữa, là tất cả video khác đều có, nhưng mà từ khi cháu bắt đầu và bước vào trụ cốt và lên cái tháp, video đó là không còn. Mà trong khi đó là ba phân đoạn khác nhau. Nếu mà nó bắt một cái thôi, tại sao ba phân đoạn nó mất hết? Là biết rồi, là trước khi vào là thứ nhất là mình cũng kiểu mà mình chỉ nói sơ sơ trong bụng mình thôi, hai nữa có thể là nơi đó người ta không muốn đúng rồi, người ta không cho phép. Là bắt đầu từ ngay đó nha, lên vô một tầng một nha, là cho quay tắt một phát, bắt đầu bước lên cầu thang cho quay tầng hai tắt một phát, tầng ba tắt một phát, xuống lại ra cửa quay bình thường, mà ba cái đoạn video đó lại không có. Cái này là thật luôn á. Đúng, có, đúng rồi. Ở đây là vậy đó, chứ không phải chơi đâu. Còn thôi, có khi chi chuyện tao làm cho sợ không? Tao thấy như mấy đứa lên quậy á, đưa bàn tay vậy nè, đè cái gì? Nó có đưa lên vậy đó, cũng như cái bàn tay dính lên vậy đó. Hết hổng dí la ông chùm chân, nó xóa dẹp thì nó đăng lên đó. Đó. Rồi nhiều đứa nó hỏi mình nó có, tại vì cái giờ yên tĩnh, cái 12 giờ, cái giờ ta yên tĩnh nó vô, nó quậy, nó la, nó chạy giỡn nít mà. Chạy giỡn thanh thiếu niên á. Rồi bồ bịch đó, rồi la hét ông sùm, người ta không vừa ý, người ta thể hiện cho mày, người ta không có phạt đó nha. Chứ người ta phạt là mệt nữa đó. Kiểu đó là những người đó làm cho mình, là người ta báo hiệu cho mình là nơi đây có. Đừng có linh thiêng, đừng có la hét ông sùm, cái gì lửa cái giờ. Không mà chú biết đây linh làm sao bây giờ. Ông bà đây linh thiêng đó. Còn cái vụ vàng cháu cũng, cháu đi từng, trước khi cháu làm YouTube cháu từng thấy rất nhiều ngôi mộ bị đào lén và đào một cách rất là hay. Cái ngôi mộ nằm như thế này đi, đó như cái bao này đi, mà đào tuốt lút ngoài kia kìa, không đào đây nha, đào ở ngoài kia kìa, xong chui xuống rồi vô đây vơ mà khi người ta xây nhà lên đó là người ta, mà cái mấy ngôi mộ cổ sẽ bứng khó lắm, xe cuốc xe đồ nhiều khi phải làm vất vả, còn đập đó đừng có mơ mà đập chắc dữ lắm. Khi lên là thấy là có một cái lỗ được người ta đào trộm rồi, và ta vơ là hài cốt bị lọn sang ngầu hết. Đó, là ta lấy được cái gì ta lấy, còn hài cốt là tại vì cái cơ thể mình khi mình chết xuống cho dù hàng trăm năm có thể là nó mục luôn không còn gì, nhưng mà nếu còn xương là cái đầu cổ mình nó sẽ làm một bộ từ trên xuống, còn này là nó bị dối tùm lum tà la hết trơn. Và coi là điều tra lại lấy nó đào một cái hang ngoài kia cách xa và nó vô. Đó. Nhiều cái đào mộ rất là hay, nhưng mà không phải ngôi mộ nào có vàng đâu. Đúng rồi. Có nhiều người ta đào lên như mộ của ông Trịnh Hoài Đức ở dưới đó. Ngày xưa là có chôn một số người gọi là những cái mộ trấn yểm thôi để bảo vệ khu mộ đó, người ta có thầy bùa hay lắm, người ta để làm gì làm, nhưng mà khu mộ đó đặc biệt qua khỏi chiến tranh và hạn chế cái người đập phá. Nhưng mà khi đào lên thì ta thấy thì nó ngủ gọi là kim mộc thủy hỏa thổ, gồm có đất rồi mấy loại đất màu đất đồ, rồi mấy cái gọi là vài phân vàng tí tí à, cái đó trấn yểm người ta chứ không có không có nhiều vàng nhiều bạc đâu. Đây có vàng không mình cũng không biết, tại nó nói nó vậy, nhưng mà thật sự mình chứ chắc không có gì. Đầu lên là rất là uổng một công trình của ông bà mình để lại. Nhưng mà nếu có những cái vàng trắng yếm thì cũng dễ dọn về lấy được. Không được. Nó để dưới chân những cái hòn. Ở ngoài nên thuận. Hôm nay mà còn không có bắt một món gì luôn. Ở ngoài Ninh Thuận là cũng nghe nói ngoài đó có một núi vàng mà nhà nước mình dù cả các thầy gia có ai kiếm được. Kêu là kiếm được cái cửa đó là vô là mấy tấn vàng đó, 4.000 tấn vàng vậy đó. À, của núi Tàu Bình Thuận không anh? Ninh Thuận đó, nhưng mà bao nhiêu năm nay đâu có ai kiếm được đâu. Có một ông ở Sài Gòn mà ông bán cả gia tài, ông già ông mướn xe, mướn máy thiết bị rồi, ông 30 năm bao nhiêu ta?
Đúng rồi, có em có nghe thông tin đó. Không theo mà cũng đâu được đâu. Trời ơi, giống như lần mình trước đó là có tìm được đó. Cũng tốt vậy, cái tâm linh luôn á, nó di chuyển nữa chứ phải một cái thời trước mà cái những ông bà mà thời địa chủ á, có chạy giặt, có chạy và bỏ đất bỏ cát lại, và trong khi đó người ta chôn. Nhưng mà thường người ta chôn là chén bát không à. Đúng rồi. Chén bát ngày xưa cũng là quý chứ không phải lấy đâu. Nên là mà khi mà cái số lượng vàng mà nhiều là có thận vàng giữ. Còn có tiền. Phải có tiền, có khu mộ vô gần cháu là có mấy cái lu. Mà lu phải lu nước uống của mình đâu. Lu nhỏ 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 vừa vừa á là đựng tiền sâu á, tiền đồng á, rất là nhiều luôn, khi đào lên là rất nhiều hũ đó. Mà tính ra là nếu mà cái thời điểm đó là cái tiền đó chắc mua không biết bao nhiêu trâu bò vùng vườn. Ở đây đó ông kể thì vô cái thùng con sò à. Thùng con sò à? Dạ. Thùng dầu ăn con sò à, thùng vuông vậy đó. Dạ. Mà chắc cũng còn một hai thùng đó nhưng mà không biết chỗ nào. Phát lạc đó trong thời gian xây dựng rồi nè. Rồi cái thời gian chiến tranh lưu bu quá là cái khỏi năm 68 á. Là không biết nó cho giặc hay là ai là người chôn gì cũng không biết luôn. Cháu thì không dám khẳng định có hay không, nhưng mà cháu dám khẳng định là khi mà một vị thầy trước khi họ xuống cái nền móng của khu mộ trang nghiệm thì họ sẽ phân phát. Nhưng mà không phải là cả ngàn lượng vàng đâu, chỉ có một vài chỉ vàng hoặc một hai thỏi vàng thỏi bạc à, là từng gốc có, đúng đó rồi. Là chắc chắn phải có mới chịu nổi. Dạ. mới đủ sức chắn. Rồi ở những tấm bia này nọ ở phía dưới là có thể là giải bằng đá đá thạch anh đá gì đó, nó tạo năng lượng chốt tốt rồi. Cho cái khu mộ. Đúng rồi. Chứ còn ngàn lượng vàng này nọ thì chắc là ta chỉ là trắng yểm, ta dùng một trắng phần yểm, nào đúng, đó thôi. Còn mình ý mình nói đây là cái số vàng mà như hồi ngày xưa đem ra làm mà chưa có còn thừa lại đó. Còn chắc không phải là ấy. Sao lại thất lạc đâu? Thất lạc á. Có thể là ông chôn về sau hè sau đó. Bởi mình cũng không biết được, bởi mấy pháp sư ngoài Bắc nó mới vô đó là con vàng mà nó không, nhưng mà nó không có trình độ nó đậm. Mấy đó thì cháu không tin lắm, tại vì của mình là đa phần thấy trên mạng rất là nhiều. Mà họ kiểu mà lên đồng lên cốt cũng cả đóng luôn mà thấy có gì đâu. Thấy không nổi. Nên là cháu cũng không có giờ. Tại vì về cái này là phải những người, tại vì sao là người Hoa người ta giỏi về những cái phong thủy và chiêm tinh trên trời. Ngày xưa ta bấm vẽ bấm độn. Đúng rồi. Mà cái đó là từ người Hoa mà sinh ra, chứ không phải là của người Việt. Mà học người... mệt lắm, học không phải dễ đâu. Học nên là đâu. Người của mình học là kiểu là cái nghĩ là mình được á, mình là khẳng định là mình được, nên tự cho mình thôi. Đúng rồi. Theo cháu nghĩ là vậy, chứ còn để giỏi làm sao mà ấy được. Đúng rồi. Như cái thời ngày xưa là có bộ yêu bộ đồ, nhưng bây giờ nó bán đầy trên mạng á, 300-400 ngàn. Đem vô mà cho đứa gái uống, nó tới nó quánh là chết luôn á, nó chửi cho ngập mặt luôn, yêu gì thôi. Ê đi về, mấy giờ không biết. Mấy giờ đấy. Dạ cháu cảm ơn hai chú nhiều nha. Dạ. À, tới mà được gia đình mình, dạ, được gia đình mình hướng dẫn này đó là thật sự cháu cảm ơn rất nhiều. Cháu chúc cháu chúc nhiều sức khỏe. À chúc nhiều chú cũng về chú nha. Cháu cũng cảm ơn chú rất là nhiều luôn. Dạ. Trai quá ha. Có vợ chưa? Mấy đứa rồi? Ế rồi chú. Hả? Ế rồi chú. Giỡn mày. Hả? Mấy đứa. Phải nói khi mình xuống miền Tây á, được cái sự tiếp đón của cái cô chú cái bác dưới đây á, để tạo ra những cái video rất là thuận lợi. Phải nói cảm ơn rất là nhiều luôn. Cảm ơn những cái tình cảm chân thành của chủ nhà nơi đây, và cảm ơn bà con miền Tây rất là nhiều. Đi tới đâu đa phần là mình cũng thuận lợi hơn đó nha, chứ không khó khăn gì lắm khi vào để quay. Thì đây là một cái video nói rõ hết là chú là cái đời thứ ba của ông Thiềm Sơn đó. Mình quay là gần như cặn kẽ lắm rồi. Còn nếu mà muốn coi hình ảnh chi tiết về toàn quẹn khối mộ một cách rõ ràng nhất thì mình có một cái video riêng. Tại vì để mà phối hợp lại video á là mình phải có mấy người quay. Còn này một mình quay á thì mình phải quay tới mấy lần, và trong khi là xong máy, nên bắt buộc là video này thì về thông tin chi tiết là chính xác nhất. Còn một cái video nữa là sẽ cận cảnh và chi tiết những cái hình ảnh ở trong cái khu mộ của ông Hội Đồng Xuân. Đó, là có hai video.